Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin về chăm sóc làm đẹp tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm, một trong những bộ mỹ phẩm cao cấp của Sam37, đó chính là bộ mỹ phẩm chăm sóc làn da. Tada. À, như mọi người có thể thấy thì về cái hình dáng của dòng sản phẩm này thì trông nó rất là sang trọng đúng không? Đồng thời là với một bộ như thế này nó sẽ có 5 chức năng khác nhau Và đối với những chị em phụ nữ mà ngoài 25 tuổi da của chúng mình đang trong giai đoạn mà bị lão hóa Hay là da của chúng mình đang gặp các vấn đề như là mụn hay là khô Thì khi sử dụng sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ điều trị tất cả các vấn đề về da Đồng thời là còn tái sinh da của chúng ta à, Thế nên là dòng sản phẩm này thì còn có một tên gọi khác đó chính là bộ mỹ phẩm tái sinh da cho chị em phụ nữ à, bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ về từng chức năng của từng sản phẩm trong bộ này nhé Ừ, đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu qua một chút về công dụng của dòng sản phẩm này. À, với bộ sản phẩm tái sinh da của Samba 37 này thì nó có công dụng với da như là giúp thu nhỏ lỗ chân lông của chúng ta và cũng như việc là nó loại bỏ các độc tố đào thải độc tố ra khỏi da mặt à, và đặc biệt là đối với những chị em phụ nữ mà da khô hay là da dầu thì khi sử dụng dòng sản phẩm này nó sẽ có khả năng là điều tiết dầu tiết trên da của chúng ta đồng thời là giữ ẩm cho da một cách tuyệt đối. Um, và đối với những chị em phụ nữ mà mình đang cố gắng tìm kiếm một bộ sản phẩm để hỗ trợ là ngăn ngừa lão hóa cũng như là ngăn chặn các vấn đề trên da của mình thì với dòng sản phẩm với bộ sản phẩm uh, tinh chất dưỡng da của Sam37 này thì nó sẽ có khả năng là chống oxy hóa mạnh mẽ cho da của mình. Um, đầu tiên thì chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu về kem mắt trước nhé. Đây được xem như là một trong những loại kem mắt mà đến thời điểm hiện tại thì oanh thấy nó khá là có tác dụng. À, và đây là một trong những dòng sản phẩm được giới thiệu rằng là lên men từ 10 loại cây. Đồng thời khi chúng ta sử dụng cái này thì nó sẽ có khả năng là ngăn ngừa những vết chân chim xuất hiện trên mắt của mình này đồng thời là những mà những bạn nữ mà hay nhau mắt rồi là kiểu chúng mình phải làm việc với máy tính nhiều ấy thì cái phần da của mắt ở mắt mình sẽ nhanh chóng bị trùng chảy xệ à, thế nên là khi mà mình dùng cái sản phẩm kem mắt này hãy nhớ nhá phần cái phần kem mắt này thì mình chỉ dùng quanh mắt thôi và nó sẽ có khả năng là làm tái sinh da ở vùng mắt của mình đồng thời là kích thích sản sinh collagen và làm căng da vùng mắt đồng thời là ngăn chặn quá trình lão lão hóa ở da mắt của chúng ta và đối với những người mà khi mà bị nếp nhăn hay là vết chân chim rồi thì sử dụng cái này nó sẽ có khả năng là căng da cho chúng ta. Thứ hai chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về tiếp một sản phẩm nữa trong cái bộ dưỡng da này. Uhm, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về kem dưỡng nhá với cái hộp kem dưỡng này thì nó về cái ngoại hình bên ngoài nó cũng khá là giá giống với kem mắt tuy nhiên thì khi sử dụng kiểu anh khuyên rằng các bạn nên để ý kỹ về cái phần chữ nhỏ ở dưới này bởi vì như vậy thì chúng ta mới có thể phân biệt được đâu là kem mắt và đâu là kem dưỡng Uhm, đối với kem dưỡng này thì nó có khả năng là tăng cường sản sinh collagen trên da mặt của chúng ta đồng thời là thu nhỏ lỗ chân lông ở hai phần bên cánh mũi này và đối với những bạn nữ mà da bị dầu hay là da khô như kiểu anh vừa nói ấy thì cái dòng sản phẩm kem dưỡng này nó vừa có khả năng là kiểm soát dầu tốt trên gương mặt đồng thời là dưỡng ẩm cho cơ thể và thêm một điều nữa đó chính là cái dòng sản phẩm kem dưỡng này nó còn có khả năng là làm trắng cho mình nữa cơ. Sản phẩm thứ ba chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu đó chính là dòng sản phẩm serum ở trong bộ tái sinh da của Sam37 này. Ừ, nếu như mọi người hỏi Kiều Anh rằng là cái cái lọ kem, cái lọ tinh chất như thế này, lọ serum này nó có công dụng gì? Thì Kiều Anh phải nói rằng là với cái lọ serum này nó sẽ có công dụng chuyên dành cho những bạn nữ mà da bị tổn thương. À, ví dụ như là những bạn nữ trước đây mình đi lăn kim hay là ở à, chúng da của chúng mình bị mụn quá là nhiều và da của mình đã bị tổn thương rồi. Thì với cái dòng tinh chất serum như thế này thì khi mà mình dùng nó sẽ có khả năng là phục hồi các vùng da đã bị tổn thương đồng thời là cung cấp sản sinh kích thích sản sinh collagen từ đó thì sẽ khiến cho da của mình được căng hơn mịn hơn và bóng hơn và với cái dòng serum này thì um, các bạn nhớ cho kiểu anh nhá là mỗi lần mình chỉ dò từ một cho đến là hai giò thôi và cái việc serum này thì nó sẽ mình sẽ nhỏ trực tiếp ra tay qua cái đầu xịt như thế này thì theo đánh giá của oanh thì với cái ngoại hình với cái vỏ của dòng bộ sản phẩm samba bảy này thì khá là sang trọng nó giống như kiểu là hoàng gia của ngày xưa ấy và quan trọng hơn là với màu vàng ánh kim như thế này thì trông nó kiểu nâng tầm đẳng cấp hơn và tiếp theo chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu về sản phẩm thứ tư ở trong bộ dưỡng da này đó chính là nước hoa hồng uhm, cái nước hoa hồng này thì theo anh thấy thì mùi nó khá là thơm dịu nhẹ và nó không giống như cái những nước hoa hồng khác trên thị trường hiện nay và khi mà mình sử dụng cái dòng sản phẩm nước hoa hồng này nó sẽ có khả năng là thu nhỏ lỗ chân lông cho mình và đồng thời dòng nước hoa hồng này nó còn có khả năng là đào thải hết độc tố ra khỏi ngoài da và như anh nói rồi cái bộ sản phẩm này nó như kiểu là mini ý. thế nên là khi mà chúng ta dùng ấy thì chúng ta nên dùng với lượng vừa phải không có nghĩa vừa phải là các bạn phải dùng ít đâu mà mỗi lần chúng ta sẽ dùng từ 1 đến 2 giọt tùy vào gương mặt của mình và cách dùng của mình. Thế nên là với cái lọ hoa hồng này thì các bạn hãy dùng trước khi chúng ta sử dụng serum và kem dưỡng nhé. Và cuối cùng chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm thứ năm trong bộ sản phẩm tái sinh da này à, đó chính là sữa dưỡng. À, như anh có chia sẻ rồi thì về sữa dưỡng này, nước hoa hồng rồi là serum thì trong chúng có cái vẻ bề ngoài khá là giống nhau, thế nên là khi mình dùng thì hãy để ý cho kiểu anh là chúng mình sẽ để ý cái chữ nhỏ ở bên dưới này thì mới có thể là phân biệt được. Với cái dòng sữa dưỡng này nó sẽ có khả năng chuyên Đó chính là chống lão hóa và ngăn ngừa lão hóa cho chúng ta Hay là đối với những chị em phụ nữ mà mình đã bị lão hóa một chút rồi ấy Thì chúng mình cũng có thể là sử dụng sản phẩm này Và khi mình dùng cái sản phẩm này Nó sẽ giúp là xóa bỏ dần các vết nám Đồng thời là các nếp nhăn, nếp chân chim ở trên da của chúng ta Và tuy nhiên thì hãy nhớ rằng mình sử dụng cái sản phẩm này Thì mình sẽ dùng ở phần chán, hai bên má và cằm Còn đối với vùng mắt thì chúng mình đã có kem mắt riêng Riêng rồi Hãy nhớ cho Kiều Anh khi mà bọn mình dùng thì bọn mình phải dùng nguyên một bộ như thế này thì nó mới có hiệu quả Và theo khảo sát mới của Kiều Anh thì đa số những khách hàng khi mà sử dụng dòng sản phẩm này của siêu thị Hàn Quốc Thì đều cho thấy kết quả khá là tốt Và với một bộ sản phẩm như thế này thì chúng mình có thể dùng được trong vòng 1 cho đến là 2 tháng và mọi người nếu như đang thắc mắc với Oanh rằng là với một bộ sản phẩm mà có tới 5 sản phẩm thế này thì nên sử dụng thế nào Thì kiểu Oanh sẽ hướng dẫn qua nhé Nếu như các bạn thực hiện dưỡng vào ban ngày chúng ta sẽ thực hiện theo từng bước Đó chính là chúng ta sử dụng nước hoa hồng trước, sau đó chúng ta sử dụng tinh chất và cuối cùng đó chính là kem dưỡng còn nếu như chúng ta thực hiện dưỡng da vào ban đêm thì hãy nhớ kỹ cho kiểu anh này đầu tiên là nước hoa hồng thứ hai đó chính là tinh chất serum thứ ba đó chính là sữa dưỡng ngăn ngừa lão hóa thứ tư đó chính là kem mặt dưỡng da và cuối cùng đó chính là kem mắt để mua được bộ sản phẩm tái sinh da cao cấp chính hãng đến từ Hàn Quốc thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho bộ sản phẩm tái sinh ra Sam 37 đến từ Hàn Quốc này. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!